비추고 dấu chấm hỏi ngược. Loại dấu câu này xuất hiện vào thế kỷ thứ 19 bởi Alexander de Bram. Đây còn được gọi là dấu mỉa mai. Nó thường xuất hiện ở đầu câu nhằm báo hiệu cho người đọc biết nội dung sau đó sẽ là những câu nói mỉa mai. Dấu tình yêu. Dấu câu này được ông Herve Bazin, một nhà văn người Pháp tạo ra trong bài tiểu luận Lumen Sciences năm 1966. Dấu câu này còn được biết đến với cái tên dấu Love Bond. Nó giúp bạn thể hiện tình cảm trong văn bản thay cho những biểu tượng cảm xúc. Dấu nghi ngờ. Cũng được nhà văn Herve Bazin sáng tác, dấu câu này còn có tên là Doubt Bond. Nó mang ý nghĩa đúng như cái tên của nó, sự nghi ngờ trong câu văn để chứng minh cho người khác thấy bạn không phải là người nhẹ dạ, dễ bị lừa. Dấu tung hô. Tên tiếng Anh của loại dấu câu này là exclamation point. Nó cũng được Herve Bazin sáng tác ra. Ý nghĩa của dấu câu này biểu hiện cho sự tung hô nhiệt liệt. Nó giống như được thay thế cho những biểu tượng cảm xúc. Dấu phẩy hỏi và phẩy than. Dấu phẩy hỏi hay được gọi là dấu question comma. Dấu phẩy than còn có tên tiếng Anh là exclamation comma. Cả hai loại dấu câu này còn có ý nghĩa thể hiện sự cảm thán, nghi vấn ở ngay giữa câu văn. Dấu hỏi than. Dấu hỏi than hay còn được gọi là dấu interrogation. Nó thể hiện sự tò mò và hứng khởi trong câu nói. Chúng ta thường có những câu hỏi mang sắc thái biểu cảm và sử dụng cùng lúc hai dấu câu, chấm hỏi và chấm than. Đây chính là dấu hỏi than để biểu đạt cho ý nghĩa câu đó. Dấu nhạo báng. Đây là dấu câu do Paul Sack sáng tác mà thành. Nó là dấu câu đầu tiên mang ý nghĩa nhạo báng và có hình dạng kỳ lạ nhất cho tới nay. Dấu chia văn bản. Ở những bản kiểm điểm, bản đề nghị viết tay hoặc những khổ văn trong truyện, tiểu thuyết, người ta thường sử dụng dấu câu này để chia văn bản thành các đoạn nhỏ khác nhau. Đây cũng được xem là một trong số những dấu câu kỳ quặc mà dễ thương nhất. Dấu chấm than hai đầu. Con dấu này còn được gọi là dấu array mark. Nó có hình dạng khá giống với dấu chấm than nhưng được chấm ở cả hai đầu trên và dưới. Dấu chấm than hai đầu có ý nghĩa thể hiện cảm xúc nhẹ nhàng, lịch sự. Nó có tính chất khiến cho câu nói giảm nhẹ hơn so với dấu chấm than. Dấu thẩm quyền. Tên tiếng Anh của dấu câu này là authority point. Nó mang ý nghĩa giúp người đọc hiểu rằng câu nói này là điều khẳng định và chắc chắn về một vấn đề nào đó. Đúng là những khám phá thú vị đúng không bạn? Có thể cho tới nay thì những dấu câu này không còn thông dụng, được mọi người sử dụng nhiều như những dấu chấm, phẩy, hỏi chấm. Nhưng đây đều là những dấu câu có thật và từng được mọi người sử dụng đấy nhé. Giờ thì bạn đã biết nhiều hơn một chút và sẽ không còn bỡ ngỡ nếu như vô tình gặp phải chúng đúng không nào? Quần jean được bố trí dây kéo ở nơi không ai ngờ tới. Thay vì như các quần jean thông thường, nhà thiết kế đã bố trí dây kéo có phần sai quá sai khi chúng nằm ngay trung tâm của mông người mặc. Và nhiều người đã hài hước cho rằng với chiếc quần này bạn không cần phải quá lo lắng về việc cởi chúng ra khi cấp bách vì chúng rất nhiều tiện dụng. Và tuy có phần quái gở là thế, nhưng chiếc quần jean độc địa này có giá bán lẻ lên đến hơn 40 triệu đồng. Quần jean bikini. Những chiếc quần jean này đặc biệt ở sự kết hợp với một cái dây buộc giống như bikini vậy. Nếu bạn muốn thay đổi phong cách thời trang của mình, bạn có thể tìm đến với một chiếc quần jean bikini này. Chiếc quần này có giá khoảng 88 đô la Mỹ, khoảng 1,8 triệu đồng. Quần jean công nghệ.
Bạn có thể tưởng tượng được, với một chiếc quần jean, bạn có thể luôn mang theo bên mình bàn phím, chuột và cả loa nữa. Chiếc quần jean này giúp bạn sẵn sàng làm việc ở mọi lúc mọi nơi với máy tính. Quần jean trong suốt. Một nhà bán lẻ thời trang khá nổi tiếng đã cho ra mắt chiếc quần jean ni lông trong suốt này với mức giá hơn 2.220.000 đồng. Tuy có phần mát mẻ là thế, nhưng nhớ là bạn chỉ nên diện chiếc quần jean trong suốt này khi đã mặc một chiếc quần lửng bên trong. Quần jean quát bùn kinh dị. Chiếc quần jean lấm lem bùn đất này được thiết kế dựa trên ý tưởng từ trang phục của công nhân lao động, thể hiện qua diện mạo bùn giả, nhiều vết sờn, vết rách. Và dường như nếu đã mặc chiếc quần này vào rồi, bạn sẽ chả còn lo sợ bị té ngã nữa. Tuy lấm lem bùn đất là thế, nhưng giá niêm yết của những chiếc quần này đến hơn 9.500.000 đồng. Quần jean chắp vá với ni lông. Vừa qua, một nhà bán lẻ thời trang nổi tiếng cũng đã giới thiệu đến khách hàng mẫu quần jean được thiết kế độc đáo tại sự kiện Motor Clear Panel Mom Jeans. Phong cách của chiếc quần này vô cùng độc lạ, đã khiến phần đông khán giả ngạc nhiên. Nổi bật là phần lõm chữ nhật giữa đầu gối được đính một miếng ni lông trong suốt. Quần jean tách đôi. Thị trường thời trang đã xuất hiện một chiếc quần jean mới với đúng nghĩa một cặp quần vô cùng độc dị. Chiếc quần có dây kéo chạy dài từ mặt trước xuống đũng và lên tới tận phần cặp quần phía mông. Khi mở dây kéo, chiếc quần gần như tách thành hai phần riêng biệt. Và mẫu quần này có giá đến 1.680 USD một chiếc, khoảng 36 triệu đồng. Với thiết kế thế này thì ra đường không hề sợ nóng, chỉ sợ cháy nắng. Có mấy ai tự tin mặc kiểu quần này ra đường? Nếu là mình, bạn có dám thử mặc những chiếc quần jean như trên và tự tin bước xuống phố không?